Những hộ gia đình nấu rượu nhỏ lẻ, các làng nấu rượu truyền thống sẽ phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân xã nơi sản xuất và sản phẩm phải có nhãn mác đầy đủ. Đây là một trong những quy định tại Nghị định 94 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Không thể phủ nhận sự cần thiết phải có quy định này bởi tình trạng ngộ độc do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc là hết sức phổ biến, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, với câu chuyện mà chúng tôi ghi lại được tại một làng chuyên nấu rượu truyền thống ở ngoại thành Hà Nội, thì có thể thấy sẽ cần nhiều hơn sự chuẩn bị nếu muốn quy định này thực sự đi vào cuộc sống. Đây là những dụng cụ thô sơ dễ bắt gặp ở các hộ gia đình nấu rượu truyền thống ở nhiều làng quê. Không ai có thể biết chắc chắn được những dụng cụ này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Và nếu có bị kiểm tra, họ cũng sẽ có rất nhiều lý do để đối phó. Tôi nấu để phục vụ gia đình và phục vụ anh em, tức là ai có nhu cầu, anh em họ hàng đấy, có nhu cầu mua 5-10 lít thì tôi bán. Chủ tịch xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đã nhận được thông tin về Nghị định 94 nhưng chưa biết phải thực hiện như thế nào, quản lý ra sao nếu như áp dụng quy định này với các hộ gia đình nấu rượu nhỏ lẻ ở địa phương mình. Trong địa phương thì nói chung là cái nghị quyết này thì cũng chưa được thông tin rộng rãi cho bà con nghe mấy, vì nó mới quá. Đâm là nếu như mà có nghị quyết thông tin này thì bây giờ tôi cũng hỏi xem nào ai là những cái người mà để mà quản lý những cái hộ gia đình để nấu rượu, và nấu rượu tập trung hay là nấu rượu như thế nào để quản lý cho nó dễ dàng. Cả người dân cũng như chính quyền địa phương vẫn còn rất mù mờ về nội dung của nghị định. Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng cho biết, chi cục chưa thể tổ chức triển khai thực hiện được, bởi cùng với nghị định vẫn còn rất nhiều những văn bản đi kèm mà hiện tại chi cục chưa được tiếp nhận. Trong khi đó, từ đầu năm 2012 đến nay, theo con số thống kê của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, trên toàn quốc ghi nhận có 164 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó tử vong do ngộ độc rượu chiếm tới 26%. Uống phải các rượu giảm đấy, ví dụ như rượu methanol hay cả một số các cái dung môi giống như rượu của công nghiệp đấy mà pha vào thì uống thì ngộ độc, bệnh nhân sẽ bị một cái tình trạng là hôn mê sâu, nhiễm toan ceton rất nặng nề và tụt huyết áp, rồi với những biến chứng thần kinh như là chảy máu não hay là viêm thị giác dẫn đến mù hay là viêm gan, suy thận. Quy định về sản xuất rượu truyền thống không nhãn mác như này đáng nhẽ đã được phải được thực hiện từ rất là lâu rồi, và đây là việc làm cần thiết bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng. Thế nhưng từ xưa đến nay dường như có rất nhiều những cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm không đi được vào cuộc sống. Và câu chuyện về Nghị định 94 muốn được thực hiện hiệu quả thì phải cần có nhiều hơn sự chuẩn bị từ các cơ quan chức năng.